truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Anh Trần Huỳnh, công đoàn sẽ nghĩ ra sao về cái việc cá độ của công ty chúng ta? Ôi, đừng có làm lớn chuyện này. Mọi người chỉ giỡn cho vui thôi mà. Nhưng anh không biết là mấy đứa trẻ vừa phải bán đồ để trả nợ à? Ừ. Suốt ngày chỉ biết cá độ không làm việc gì cả. Lúc đầu thì mấy chục ngàn, bây giờ đến bạc triệu. Mấy tháng vừa rồi có đứa còn không gửi lương về, gia đình vừa đến hỏi đấy. Có chuyện đó nữa à? Chứ còn gì nữa? Nhân dân công đoàn, nhân dân tập thể phải chấm dứt liền cái tệ nạn này. Làm vài bàn tá lả đi. Trời không thích chơi tá lả. Đi lên. Có ông đánh luôn ngoài hai trò này, trò nào thì cũng chơi. Trình đang hên mà. Có một trò gì đây? Gì đây? Hả? Cờ bạc cá độ à? Nhân dân công đoàn, tôi không muốn những chuyện này xảy ra trong công ty này, nghe chưa? Bao nhiêu gia đình tan nát vì cờ bạc cá độ rồi. Không phải là cờ bạc, tôi có trò này vui lắm. Tôi với cả lập trình cá với nhau, xem người bước vào đây là nam hay nữ. Đôi này nữ, 100.000 một lần. Đây, 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 cú cắm. Chào các bạn. Dạ, chào sếp. Yeah, trình hết mà. Thường ngày cờ bạc ăn nhau phải sáng. Thì Hoàng ơi, ra gặp một chị tôi coi. Yeah. Sao cái ông này ra nhiều. Dạ, em đây ạ. Cười cái gì, hả? Lỡ lần này thôi, lần sau là tôi lập biên bản. Hết rồi rồi, trời không chơi nữa đâu. Chờ thêm một chút nữa đi. Chơi gì chơi, trời đi về làm gì. Trên, lại biểu. Chơi mà xí non vậy là làm sao? Ừ. Từ nãy giờ là Duy Hoàng đang thua cậu 200 ngàn đấy. Trời. Đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trời. Ôi hết rồi. Này. Này, tính cả 6 đi nhá. Tôi tặng cho cậu một câu đây này. Đừng bao giờ thay đổi cửa của mình cho đến phút cuối. Tiền. Trả 200 nào 400. Cuối tháng lãnh lương trả. Cái gì thế, vừa thua đã nợ rồi. Thôi. Từ nãy giờ là quề tiền rồi đúng không? Không ai thua ai hết. Thấy không? Nợ bỏ. Xong nha, không chơi nữa nha chưa? Nha. Thôi ạ. Này, không có bỏ nữa nha. 400, làm thêm nhát nữa. Chơi thì chơi, anh vẫn giữ cửa của mình chứ. Tất nhiên rồi, vẫn là chị em phụ nữ. Không có ai, có khi phải xuống tầng 1 á. Không xuống tầng 1, chơi ở đâu phải ở nguyên ở đấy. Đi lung tung, dưới đấy toàn đàn ông. Lên tầng 2 đi. Không, đó bảo chơi ở đây thôi mà. Sao hôm nay vắng người thế nhỉ? Quả này cá gấp đôi. Gấp ba luôn. Chơi gấp năm luôn. Không. Cá đúng 1 triệu. Tôi theo heo Duy Hoàng. Đàn ba. 1 triệu luôn. Heo luôn. Đàn ông. Đàn ba. Đàn ba. Mang giày đàn ba đây. Không được rút lời lại á. Đàn ba. Đàn ba. Mở ra. 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 Đàn ba. Đàn ba. Nhân danh công đoàn, anh đang làm trò gì vậy anh Trần? Truyền thông hoàng gia.